Trân trọng kính chào quý vị đã quay lại với kênh Việt US 1040. Hôm nay là buổi sáng ngày 28 tháng 7. Đây là video chúng tôi cập nhật cái tin tức mới nhất tính đến 8 giờ 30 sáng ngày hôm nay về cái chết 1002 và cái đạo luật đề xuất hưu ạc của ông McConnell có giá trị 1.000 tỷ đô la. Thì qua video này chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những cái thông tin có liên quan căn cứ theo một số cái chi tiết được viết trên cái website Stormguy vào ngày 28 tháng 7 vào lúc 5 giờ 30 sáng. Thì họ đưa rất nhiều thông tin và đây những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ quý vị là từ cái bài viết này. Và nó có một số nội dung được tổng hợp từ những tài liệu khác. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi là người chia sẻ những thông tin và quý vị sẽ là người xem, lắng nghe. Rồi quý vị có trách nhiệm là tự kiểm tra lấy. Quý vị nhớ dùng điều này ha. Rồi, thì cụ thể như thế nào? Thì hiện nay á, tính đến hay hiện nay á, là Thượng viện đang tìm cách ban hành một cái kế hoạch kích thích riêng của mình. Và nó được đề xuất một cái gói có giá trị 1.000 tỷ đô, bao gồm một cái đợt thanh toán trực tiếp 1.200 đô khác cho cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, nó sẽ làm giảm trợ cấp thất nghiệp 600 xuống 200. Now the Senate is looking to enact its own stimulus plan. It has proposed the $1 trillion package that includes another round of $1,200 direct payments to individuals and families. However, it reduces monthly federal unemployment benefits from $600 to $200. Thì ở cái đề xuất của cái đạo luật hưu ạc này, đầu tiên nói cái chữ hưu ạc thì từ đâu mà có? Thì trước tiên chúng ta nên biết là cái hưu ạc này là do ông McConnell ông đề xuất. Và cái chữ hưu ạc này nó viết tắt từ những cái chữ đầu của những chữ sức khỏe, hỗ trợ kinh tế, bảo vệ trách nhiệm, trường học. Ví dụ như sức khỏe là hưu, cho nên ở đời cái chữ đầu tiên là chữ H đó quý vị, nói tiếng Việt nha. Rồi hỗ trợ kinh tế là economic support á, cho nên là chữ đầu tiên là chữ Y, vân vân. Với tới cuối là chữ S, cho nên người ta gọi nó là school á, tức là trường học đó quý vị. Thì cái chữ hưu ạc này cái ông McConnell ông lấy là từ cái việc ghép những cái từ tắt, những cái chữ tắt của những cái từ như là sức khỏe, hỗ trợ kinh tế, bảo vệ trách nhiệm và trường học. Cho nên nó có tên gọi là hưu ạc. Xin nhắc lại quý vị, là Thượng viện đã chuẩn bị một cái kế hoạch của mình và đề xuất một cái gói trị giá 1.000 tỷ đô. Trong đó có bao gồm cả 1.200 đô cái chất thứ hai cho cá nhân và gia đình. Đồng thời trong đây nó có một cái tình tiết quan trọng là nó làm giảm trợ cấp thất nghiệp của liên bang từ 600 xuống 200. Vì bên dưới chút nữa chúng tôi sẽ trình bày thế nào là từ 600 giảm xuống 200 và tại sao như vậy. Hiện nay có rất nhiều video và bài viết khác nhau nói rằng là sẽ được từ 600 giảm xuống 300 rồi 400, 500 vân vân. Thì nó là những thời gian qua quý vị. Còn tính đến thời điểm hiện giờ, tức là tính đến 8 giờ 30 sáng của ngày 28 tháng 7, thì cái 600 có khả năng giảm xuống 200 theo cái đề xuất của cái đạo luật hưu ạc của cái ông McConnell này. Thì bây giờ chúng ta nói cụ thể chút xíu nha. Thì nếu như cái đạo luật hưu ạc này được thông qua, quý vị nên nhớ rõ là cái hưu ạc này do đề xuất của Thượng viện á, do ông McConnell đưa ra đó, chỉ mới là đề xuất thôi, chưa được thông qua. Nếu được thông qua thì những người nhận xét 1.200 thì nó có cái tiêu chuẩn là những người phải kiếm dưới 75.000 đô một năm theo tờ khai thuế gần đây nhất của họ. Và một cặp vợ chồng thì nếu mà có tổng thu nhập chung từ 150.000 đô trở xuống thì được nhận 2.400 đô cho một cặp vợ chồng. Thế thì một cái câu hỏi đặt ra là cái nội dung cơ bản của cái đề xuất đạo luật hưu ạc này
nó gồm có những gì vậy chồng? Thứ nhất là nó có 1.200 đô thanh toán trực tiếp, mà những cái tiêu chí của nó gần như là giống cái quy định của đạo luật khe. Cái điểm thứ hai, tiếp tục trợ cấp tốt nghiệp liên bang nhưng ít hơn 600 đô. Hiện nay đang đề nghị là chỉ 200 thôi quý vị. Còn cụ thể tại sao là 200 thì chút xíu chúng tôi sẽ nói bên dưới ha. Rồi phần tiếp theo của cái hiệu ảnh này, nó là cái chương trình bảo vệ tiền lương mà chúng ta gọi là BBB cho các khoản vay kinh doanh. Cái mục tiếp theo là tài trợ giúp các trường học. Cái mục tiếp theo nữa là thêm tài trợ cho nghiên cứu thử nghiệm điều trị vaccine COVID-19. Nghiên cứu rồi những cái vấn đề liên quan đến COVID, vaccine cho COVID-19 đó quý vị. Về cái nội dung của cái đề xuất đạo luật hiệu ạc, chúng tôi sẽ cho quý vị nghe nguyên văn cái đoạn văn tiếng Anh. Quý vị nghe để quý vị hiểu rằng là chúng tôi dịch ra hoàn toàn chính xác. Và đây là nội dung có căn cứ đàng hoàng chứ không phải là tùy tiện đưa tin nha quý vị. Rồi mời quý vị nghe nha. Here's what HEALS includes. $1,200 direct payments, same criteria as CARES Act. Continued federal unemployment benefits, like the rest, and $600 paycheck protection program, PPP, sequel for business loans, more funding to help schools, more funding for COVID-19 testing, treatment and vaccine research. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Thế thì từ những cái thông tin trên, chúng có những điểm gì chúng ta cần chú ý? Cái điểm thứ nhất á, là cái đạo luật HERO mà do đảng Dân Chủ đưa ra thì có trị giá tới 3.000 tỷ đô đồng. Do đó, theo ông McConnell này thì đảng Dân Chủ có thể tiếp tục ủng hộ cái đạo luật HERO này cho đến khi có một cái sửa đổi mới được thực hiện. Cái ý này chúng ta có cảm giác giống như là cái HERO được đưa, cái HERO Act mà ông McConnell đưa ra đó, nó giống như là một cái đề xuất tạm thời vậy quý vị. Có nghĩa là bên đảng Dân Chủ thì đề xuất cái HERO 3.000 tỷ. Thì bây giờ bên Thượng viện đề xuất cái HERO Act 1.000 tỷ đô. Chênh lệch quá phải không quý vị? Nhưng mà ông McConnell này, ông hy vọng là phía Dân Chủ sẽ ủng hộ nó. Và cho đến khi nó được sửa đổi. Cho nên ta có cảm giác như cái hiệu ảnh này được Thượng viện đưa ra giống như một đề xuất ứng phó tạm thời trước cái tình hình cấp bách của đất nước Mỹ chẳng hạn. Rồi một cái ý nữa đó là Thượng viện đề xuất một khoản tiền nhỏ hơn 200 đô sẽ tiếp tục chỉ trong 2 tháng thôi. Các tiểu bang đang được yêu cầu thực hiện hệ thống chi trả lợi ích cho đến khi người lao động bị sa thải nhận được 70% tiền lương. Quý vị hãy vui lòng nghe cái đoạn văn tiếng Anh nói về cái nội dung này cho nó thật chính xác nha quý vị. The Senate proposed a smaller $200 bonus that will continue for just 2 months. States are being asked to implement a system that pays out benefits until laid-off workers have received 70% of their wages. Ok, bây giờ chúng ta nói tiếp nè. Chúng ta hiểu sao về cái ý này? 200 thay thế cho 600. Nhưng mà có lẽ 200 này cộng với trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang thì chưa đảm bảo được nguyên tắc người lao động bị sa thải nhận đủ 70% tiền lương của họ. Chúng ta làm một cái phép toán cụ thể nha. Một cái người làm lương trước đây chưa bị thất nghiệp là 3.000 đô một tháng chẳng hạn. Bây giờ họ nhận trợ cấp thất nghiệp vào thời điểm bây giờ nha quý vị, thì cái trợ cấp thất nghiệp của liên bang theo đề nghị mới hiện nay, theo đề xuất hiện nay là 200 đô thôi, cộng với cái tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang có khả năng được, chúng tôi ví dụ là 275, tức là lấy một số cũng khá khá ha quý vị. Như vậy thì một tuần lễ người này sẽ nhận được 475 đô, và như vậy một tháng họ sẽ nhận được, có khả năng nhận được 1.900 đô. Như vậy cái người này thất nghiệp nhận được 1.900 đô so với cái tiền lương trước kia là 3.000 đô thì chênh lệch
người ta tính tỷ lệ ra là chỉ mới bằng 63% thôi. Tức là cái 1.900 mà họ nhận trợ cấp thất nghiệp bao gồm 200 của liên bang và 275 đô của tiểu bang cho hàng tuần, nhân lên cho 4 tuần để ra 1 tháng là 1.900 thì so với 1.300 chỉ bằng có 63% thôi. Như vậy thì chưa đạt cái tiêu chí mà Thượng viện cũng như là Tổng thống cũng như là Bộ Tài chính mong muốn rằng là cái người lao động, cái người lao động bị sa thải phải nhận được tới 70% tiền lương. Cho nên ở đây họ mới nói rằng là Thượng viện đề xuất một khoản tiền nhỏ hơn 200 đô sẽ tiếp tục chỉ trong 2 tháng. Chỉ có 2 tháng thôi như quý vị. Rồi các tiểu bang sẽ tiến hành điều chỉnh để đảm bảo việc chi trả lợi ích cho người lao động đến khi họ nhận được đúng cái con số 70% tiền lương mà họ lúc mà họ đi làm. Đó, thì chúng ta thấy cái điểm này như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo tiếp nữa một cái thông tin nữa là cái gói stimulus check 2 này á, tức là cái check 1.200 thứ hai này thì chừng nào được thông qua và cái hiệu quả này đã có chưa? Thì xin trả lời quý vị là hiện nay cái đạo luật hiệu quả chỉ mới là đề xuất thôi, chưa được thông qua. Có rất nhiều video nói là cái đạo luật 1.000 tỷ được thông qua rồi, nội dung có cái gì thì nó hoàn toàn chưa có đầy đủ, chưa chính xác nha quý vị. Và người ta dự kiến rằng sẽ có một cuộc đàm phán kéo dài từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 để mà giải quyết dứt điểm điều này. Thì Thượng viện cần phải bỏ phiếu về dự luật và nếu mà được đa số chấp thuận thì sau đó Tổng thống sẽ xem xét và quyết định có nên ký vào cái dự luật, cái đề xuất hiệu ạc này hay không. Chúng tôi xin nhắc lại nha, là việc đầu tiên cái hiệu ạc này nó sẽ được Thượng viện bỏ phiếu thông qua. Nếu được đa số chấp thuận thì sau đó Tổng thống sẽ xem xét nó và quyết định có nên ký vào hay không. Do Tổng thống là người quyết định cuối cùng nha quý vị. Tiếp theo thì hiện nay á, cái tạp chí Fortune họ có đưa một cái tin như vậy, là có tới 160 triệu người Mỹ có khả năng nhận được cái check lần 1.200 lần 2 nếu như cái hiệu ảnh này được thông qua. Và cái chết này nó sẽ đến ngay sau tháng 8 theo cái kế hoạch chung của Bộ Tài chính, mà người ta dự kiến từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 8 thì nó sẽ có cái chết 1.200 lần 2 này. Chúng ta nhận xét chút xíu về những cái thông tin mà chúng ta vừa mới nhận như trên ha. Từ những cái chi tiết trình bày trên, chúng ta có cảm giác rằng là các nhà lập pháp và các nhà đàm phán Nhà Trắng dường như không chắc liệu có chương trình thất nghiệp của nhà nước có chuyển sang một hệ thống mới chỉ trong vài tháng hay không. Tức là cái 200 được đưa ra trong cái giới hạn chỉ có 2 tháng thôi, tạm thời. Và sau đó thì người ta cũng dự kiến là cái 200 này là của liên bang nha, cộng với trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang, thì nó vẫn không đảm bảo được cái người hưởng trợ cấp thất nghiệp có được cái số tiền tương đương với 70% tiền lương mà họ đi làm trước kia. Cho nên yêu cầu các cái hệ thống của các cái cơ quan lo về vấn đề thất nghiệp ở các tiểu bang phải điều chỉnh nó để đảm bảo cái điều này. Thì người ta, các nhà lập pháp và Nhà Trắng dường như không chắc chắn lắm liệu cái việc điều chỉnh này có thực hiện được trong vài tháng hay không. Mà chúng ta biết là chậm ngày nào thì người lao động chết ngày đó, khó khăn chồng chất ngày đó. Đây là một cái điểm rất là lo ngại nha quý vị. Về cái việc tại sao mà có cái mức 70% này, thì trong nhiều video chúng tôi nói rằng là cái nó xuất phát từ một số điểm liên quan đến cái ý của ông Bộ trưởng Tài chính cũng như là ông của cái Tổng thống Donald Trump. Cái 70% cái người thất nghiệp nghỉ việc, người thất nghiệp bị sa thải thì được nhận cái trợ cấp thất nghiệp, làm sao đảm bảo chỉ bằng 70% cái mức lương so với lúc trước họ đi làm thôi.
Vì sao vậy? Vì họ nói như vậy, chúng tôi sẽ không trả cho mọi người nhiều tiền hơn để ở nhà hơn là đi làm. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những người đó sẽ phải đi kiếm việc và kiếm được một cái công việc thay thế với cái mức lương thích hợp hơn, tức là khuyến khích người ta đi làm, đúng quý vị. Nguyên tắc là như vậy. Rồi, cái thông tin tiếp theo là người ta đặt ra là cái gói cứu trợ 2 theo cái dòng thời gian cũng như là cái ngàn 2 này thì bao giờ nó đến. Thì mục tiêu của các cái nhà lập pháp, những nhà đàm phán, cái nhà trắng á, là cái gói cứu trợ 2 dự kiến á, là sẽ có trước ngày 7 tháng 8 theo Forbes họ nói như vậy. Nhưng cái ngày đó có thể bị trượt, người ta nói bị trượt có nghĩa là có thể không được thông qua vào đúng ngày 7 tháng 8. Mà nếu nó không được thông qua vào ngày 7 tháng 8 thì nó sẽ tiếp tục bị đẩy tới ngày 8 tháng 9. Và điều này sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán xung quanh dự luật nếu không được đạt được một cái giải pháp sớm. Và cái dòng thời gian thì vẫn là cái chuyện dự kiến thôi quý vị. Rồi, người ta nói đến một cái điểm chút xíu nữa. Thế tại sao mà hiện nay cả nước Mỹ đều chăm chú vào cái gói cứu trợ 2 này? Thậm chí những nhà đầu tư chứng khoán họ cũng chú ý vào cái 1.200 này, cái 1.200 chết lần 2 này, rồi cái gói cứu trợ vòng 2 này ảnh hưởng dữ lắm quý vị. Thế thì tại sao mà mọi người hay là chúng ta nói chung chúng ta cần cái cứu trợ vùng 2 này? Thì chúng ta nói thêm một cái chút xíu là như vậy. Thì như chúng ta biết là hiện nay cái dịch Covid-19 nó hoành hành ở nước Mỹ rất là mạnh, và nước Mỹ trở thành là một trong những nước có số ca nhiễm và tỷ lệ tử vong cao, hàng đứng thứ nhất thế giới luôn quý vị. Thứ hai là cái tình trạng thất nghiệp và cái khả năng tiếp tục có những người thất nghiệp ngày càng lớn, ngày càng cao. Thì cái sự quay lại của cái Covid-19 ở vòng lần thứ hai này nó mạnh mẽ hơn và nó ngăn trở những kế hoạch mở cửa của các tiểu bang. Thậm chí nhiều nơi phải là tạm thời đóng cửa một số vùng, ngưng một số hoạt động. Cho nên nó ảnh hưởng đến nền kinh tế vô cùng. Cho nên cái nhu cầu về cái gói cứu trợ 2 là cấp thiết. Nhưng mà hiện nay chúng ta thấy là lưỡng đảng thì vẫn chưa thống nhất với nhau, và nên vẫn còn có những cái tranh chấp tranh cãi. Một bên thì muốn nhiều tiền, một bên thì muốn là số tiền phù hợp thôi, rồi thúc đẩy người lao động đi làm trở lại, tạo điều kiện cũng như là thúc đẩy người lao động đi làm trở lại, rồi có những cái điều khoản bảo vệ các cái doanh nghiệp cơ sở khi mà đi làm lại như vậy mà họ bị kiện cáo về Covid-19, rồi những cái chương trình về vay vốn kinh tế như PPP vân vân. Thì đó là những cái nội dung mà ở trên chúng tôi cũng đã có lướt qua hết rồi. Rồi thì cái chương trình cái video cập nhật của chúng tôi tới đây là tạm chấm dứt. Tuy nhiên trước khi mà kết thúc, chúng tôi cũng xin rút lại chút xíu, vì hiện nay có một số quý vị các bạn là những người lớn tuổi thì có ý kiến nói rằng khi mà nghe những cái video nói chàng Giang Hải đi chơi xuống dưới nhiều khi không có nắm hết, thì chúng tôi xin rút ngắn gọn lại là tính đến 8:30 sáng ngày 28 tháng 7 thì hiện nay đang tồn tại một cái dự luật đề xuất có tên gọi là Hill Act, thì là do phía Thượng viện và ông McConnell đưa ra, và cái kích cỡ của nó là một nghìn tỷ đô la, xin lỗi quý vị, 1.000 tỷ đô la. Trong này bao gồm 1.200 đô la, đó là cái chất thứ hai, rồi một số những nội dung quan trọng liên quan đến việc trợ cấp thất nghiệp từ 600 giảm xuống 200, rồi liên quan tới một số vấn đề về chương trình PPP, rồi tài trợ trường học, nghiên cứu thử nghiệm về vaccine COVID-19. Thì đó là cái nội dung cơ bản của cái hiệu ảnh.
Và chúng ta nên biết rằng cái hiệu hạch này hiện nay chỉ mới là đề xuất thôi. Nó cần được Thượng viện bỏ phiếu và phải được đa số chấp thuận. Vì sau đó Tổng thống sẽ xem xét nó và quyết định có nên ký hay không. Thì hiện nay phía Thượng viện hy vọng rằng phía Dân Chủ sẽ ủng hộ cái đề xuất cái dự đạo luật hiệu hạch này. Mặc dù nó có trị giá chỉ có 1.000 tỷ đô so với đề xuất của Hạ viện là ở cái đạo luật HERO nó lên tới 3.000 tỷ lần. Nhưng mà ông McConnell nói rằng ông hy vọng phía Dân Chủ sẽ ủng hộ để mà cái đạo luật được trình, được bên Hạ viện, Thượng viện thông qua rồi trình lên Tổng thống để mà ký. Vì đây giống như là một cái đạo luật mang tính chất ứng phó tạm thời cấp bách, rồi có những thương thảo sau tính sau. Thì cái ý của ông McConnell theo chúng tôi suy đoán là như vậy, và chúng tôi nghĩ chắc là như vậy. Thì xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Video tới đây là tạm kết thúc. Nếu mà có những thông tin mới liên quan đến cái gói cứu trợ 2, đến cái khoản trách 1.200 nữa, cũng như nếu như cái đạo luật hiệu ạc này được thông qua và trình lên Tổng thống, thì chúng tôi sẽ đưa những cái thông tin mới. Xin nhắc lại, những chia sẻ của thông tin của chúng tôi căn cứ trên những cái bài viết trên những cái báo danh tiếng, những cái thông tin được công bố với cái nội dung chi tiết, chúng tôi có đính kèm những khoản tiếng Anh để chứng minh. Và quý vị là người được chia sẻ, quý vị nên tự kiểm tra, nên tự trách lấy để mà xem xét cái tính thật hư của các thông tin. Chúng tôi chỉ là người chia sẻ. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.